Thế bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt cái ở trên dây ghiêu, và trên dây ghiêu thì chúng ta được bẻ những cái lúp đứng như thế này theo cái hướng dẫn mà chúng ta đã có ở trong video clip trước. Thì chúng ta sẽ bẻ nó bằng dây gam metal với các cái kích thước ở dây gam metal khác nhau như là 0.16-22, 0.17-22, 0.17-25, 0.18-25. Đây là dây dây gam metal, và chúng ta đã bẻ được các lúp ở trên dây mill dây ghiêu như thế này. Thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đang có phần kích hoạt trồi ở vùng răng 4, 5 và có tiếp back ở phía răng 6, răng 7. Và bây giờ thì chúng ta nhìn thấy là cái dây này đã được xử lý, là nó cân xứng hai bên. Chúng ta nhìn từ phía bên như thế này. Chúng ta nhìn thấy sự cân xứng của các cái lúp hai bên trái phải. Và đây thì chúng ta sẽ bắt đầu những cái kích hoạt ở trên cái dây này. Chúng ta sẽ sử dụng ở đây là có kềm Omega, kềm Tiss Omega, lòng máng trơn và một đầu tròn. Nếu mà chúng ta sử dụng cái kềm tuýt mà có cái khớp ở trên này, trên bên cạnh lòng máng như thế này, thì nó sẽ làm tổn hại nhiều đến cái dây. Chúng ta sẽ sử dụng kềm tuýt mà đầu trơn hơn, đầu đầu trơn để cho nó đảm bảo cái tính chất dây nó ổn định, nó không làm tổn hại đến dây. Bây giờ chúng ta sẽ thử kích hoạt là mà tăng cái độ trồi của vùng răng hàm nhỏ. Thực ra bản chất của cái việc tăng độ cái trồi của răng 4 5 này thì chúng ta kỳ vọng là trồi, nhưng mà nó bản chất của nó là gì, là chúng ta đang làm lún cái vùng răng 6, 7 ở phía sau. Đặc biệt là ở những cái ca mà low angle, những ca mà cái kiểu mặt ngắn, nó sẽ rất khó để có thể làm trồi được. Mà sẽ là chủ yếu là lún cái răng 6, 7. Chúng ta sử dụng cái kềm. Chúng ta sẽ mở cái lúp đứng ở vị trí giữa răng 4, 5, giữa răng 5 và răng 6. Chúng ta mở cái lúp như thế này. Chúng ta mở lúp trước như vậy. Đầu tiên là chúng ta mở lúp giữa răng 5 và 6. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái kềm 4 0 4 0 4 4 mã như thế này. Octopli lại kềm kềm chỉnh nha mã. Đầu tiên là chúng ta sử dụng cái kềm hai chấu để chúng ta mở cái lúp ra. Lúp ra là lúp ở giữa răng 5 và răng 6. Sau đó chúng ta chuyển sang cái kềm Omega Twist này, là kềm lòng máng trơn nhé. Chúng ta sẽ bóp ở cái chân sau của cái lúp đứng này, và nó sẽ trở lại là ở một mặt phẳng song song với cái mặt phẳng của cái đoạn dây cung đi vào răng 4 5, nhưng mà nó ở một cái mức độ cao phía trên. Muốn làm trồi nhiều hơn nữa thì chúng ta sẽ mở góc vào, chúng mở lúp ra và bóp cái chân sau lại, thì chúng ta sẽ thấy là cái độ chênh lệch giữa cái phân đoạn dây cung của răng 6 và phân đoạn dây cung 4 5 nó đã tăng lên. Ở đây chúng ta đã tăng được cái vertical dimension, cái kích thước dọc chỗ này. Để tăng tiếp back thì rất đơn giản, chúng ta sử dụng kềm Omega Loop. Chúng ta sẽ bóp ở ngay phía góc của cái chân sau, và cái phân đoạn của dây cung đi vào răng 6, răng 7 nó sẽ được vách lên, nó tăng lên được cái tiếp back. Như vậy chúng ta đã có là gì, hai cái kích hoạt một đó là chúng ta làm trồi, tăng tăng cái độ trồi.
Kỹ thuật hai là kỹ thuật là thêm tiếp back rất là dễ dàng. Và bây giờ chúng ta chuyển sang cái kích hoạt tọt. Chúng ta sẽ sử dụng kềm kim để hỗ trợ trong việc kích hoạt tọt, bởi vì là cái lúc đứng của cái dây ghiu nó sẽ khó để cầm hơn, và chúng ta sử dụng kềm kim để hỗ trợ trong việc là kẹp chặt cái lúc, kẹp chặt lúc, và chúng ta sử dụng cái kềm 442 hoặc là những cái kềm hai chấu như thế này, kẹp thật chặt cái mặt phẳng của dây cung, mặt phẳng của phân đoạn dây cung đi vào cái răng 67, kẹp vào mặt phẳng đó và chúng ta xoắn thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều trong việc là tăng hoặc là giảm tọt. 442 là kềm tuýt 442 ấy. Nó sẽ giúp cho chúng ta bẻ dễ hơn. Chúng ta kẹp dùng kềm kim để kẹp cái dùng kềm kim để kẹp cái chân đứng của lúc, và dùng cái kềm thứ hai để chúng ta kiểm tra chúng ta tăng hoặc là giảm tọt. Đây là cách chúng ta kiểm tra tọt. Chúng ta kẹp mặt phẳng của dây cung và chúng ta so nó với cái mặt phẳng tưởng tượng đi qua cái phần giữa của kềm, giữa hai mỏ kềm. Ở đây là phần răng số 7 là không có độ, không có độ. Lúc này chúng ta đã tăng tọt, chúng ta đã tọt âm của cái răng tọt âm của cái răng số 6 và không độ ở cái răng số 7. Nếu chúng ta muốn làm lún cái răng cửa thì chúng ta sẽ mở cái lúp đầu tiên như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ mở lúp. Thứ hai là chúng ta sẽ bóp cái chân trước của cái lúp này. Như vậy là chúng ta đã thấy có một cái step, một cái bước, một cái bậc lên ở cái răng cửa. Thì chúng ta đã thấy là chúng ta sẽ có bậc step up lên, nó sẽ làm lún. Mở lúp và bóp chân. Đây là một trong những cách để chúng ta kích hoạt. Chúng ta sẽ có nhiều cách kích hoạt khác nhau nữa, thì các bạn, các bác sẽ xem cái video clip của em ở những video clip khác. Chúng ta sẽ xem các cách kích hoạt khác và chúng ta sẽ lựa chọn cách nào phù hợp với mình thôi. Khi chúng ta sử dụng cái lưu ý đó là khi chúng ta sử dụng cái dây cung mà TMA hoặc là dây cung gắp metal nó rất là dễ bị tổn hại á, chúng ta sẽ tránh sử dụng với những cái kềm mà có những cái rãnh được thiết kế, những rãnh chéo, rãnh ngang để gia tăng khả năng bám ấy, của cái kềm ấy, thì chúng ta không sử dụng cái kềm đó mà chúng ta sử dụng những cái kềm mà nó có sự trơn tru, cái mỏ kềm nó phải trơn để nó tránh gây tổn hại đến cái dây cung. Vâng, việc kích hoạt nó rất là đơn giản như vậy thôi ạ. Chúng ta thấy là nó rất là dễ dàng để chúng ta kích hoạt và chúng ta sử dụng linh hoạt cho nhiều cái dạng sai khớp cắn khác nhau. Về mặt cơ chế điều trị thì nó cũng tương tự như sử dụng với cung mưu. Các bạn vui lòng đọc thêm phần sách, xem phần sách trong cái kênh YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn. Các bạn có thể donate cho bác sĩ Phong.